Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả, năm 1942 tại Bạc Liêu, Đức Thầy có viết một bài nhan đề Hoài Cổ. Ngài tỏ ý chán chường trước cuộc tranh chấp can qua giữa hồi đệ nhị thế chiến. Loài người tàn bạo tranh bá đồ biêu, để cho nghĩa nhân sụp đổ, đạo đức suy tàn. Ngài nhớ tới thời Thái Bình mà trên dưới một lòng ngay thật, hòa hài muôn dân. Ngài ước ao sao cho chư quốc chư hầu tịnh tâm hầu có. Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ phép cung kính Đức Thầy. Kính thưa anh chị Bảy đại diện cho gia đình, kính thưa quý chú quý anh đại diện cho ban tổ chức, kính thưa quý bậc lão thành đại diện cho hàng tín đồ kỳ cựu, kính thưa quý bậc nhân hào văn sĩ cùng tất cả cô bác anh chị em đồng đạo xa gần hiện diện kính mến, kính thưa quý vị, thật là một niềm vinh hạnh rất lớn lao đến với chúng tôi hôm nay, được sự chấp thuận của gia đình cũng như được sự ủng hộ đồng tình của tất cả cô bác anh chị em đồng đạo xa gần, lại dành chút ít thời gian quý báu cho em cháu lên đây để được san sẻ kiến thức của mình, để được hòa nhập vào trong kiến thức của cô bác, lấy đó làm phương châm, làm tư liệu, làm một món hành trang để trong những ngày tu tập của chúng ta được sống trong ánh sáng giáo lý của Đức Thầy, để bước lên con đường giải thoát an vui của ngày mai. Niềm vinh hạnh hôm nay thật là một điều quý báu. Một điều quý báu hơn nữa đó là anh chị Bảy Hùng đã biểu hiện trên tinh thần thương thầy lo đạo, thế nên đã tạo thành một cái đạo tràng trang nghiêm để cô bác anh chị em chúng ta có một cái vị trí tu tập, nhất là trở về với pháp môn tịnh độ. Đức Thầy đã cho biết qua câu là cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đài ác lên. Do vậy, với tinh thần đoàn thể chung mà tất cả cô bác anh chị em mình đã biểu hiện trên tinh thần cao cả đó, giờ đây chúng tôi rất lấy làm sự tán thán và kính phục với cái tinh thần của gia đình của tất cả cô bác anh chị em. Đây là lời nói đầu tiên xin được chúc phúc cho quý vị sẽ được luôn luôn hưởng được trọn vẹn phước duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật. Và hôm nay lại có một cái sự sáng kiến chung, vì từ bấy lâu nay chúng ta trở về niệm Phật nhưng mà chưa có một cái sự lưu niệm để được lưu hành nội bộ. Do vậy mà hôm nay cũng được sự chấp thuận chung của gia đình cũng như tất cả quý cô bác, nên có tổ chức ghi lại cái cuồng phim để chúng ta làm lưu hành nội bộ. Và giờ đây thì cũng tiện dịp xin giới thiệu cho tất cả quý cô bác anh chị em, vì có lẽ chăng cũng có số quý cô bác mình tới đây niệm Phật nhưng mà cũng chưa biết qua anh Hùng nữa. Thôi thì sẵn trong cái cơ duyên này cũng muốn làm lưu niệm, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu anh Bảy Hùng sẽ được diện kiến cùng cho tất cả cô bác anh chị em. Xin giới thiệu quý vị, đây là anh Bảy, cũng là chủ nhà. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Và hôm nay thì cũng một cái niềm hân hạnh lớn lao nữa là được quý bậc lão thành là đại diện cho những hàng tín đồ kỳ cựu được trở về đây trong cái chương trình tham dự để hầu xích tấn cho với cái đoàn hậu học bước lên cái sự thanh cao, và có thể nói rằng đây là một điều hết sức là quý giá cho cái tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta, là bởi vì Đức Thầy đã cho biết là lòng trẻ thảo biết đoàn biết kết, phí sát phàm mê mệt đâu này, băng rừng dẹp phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Hay là đánh lên một tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai còn ở trong trường dính nẻo lợi, chúng ta hãy nhanh chân bước về với chân lý của Đức Thầy, để chúng ta kiếp đến long qua chầu Phật trước biết rõ luật trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu chiến diệt Phật chân sinh tu hành mau đắc quả. Thì đây là một cái niềm vinh hạnh, phải nói rằng chúng ta sẽ trân trọng dành lại những ít thời gian quý báu này để san sẻ cho nhau. Thôi thì lời nói đầu của chúng tôi đây vừa làm quen cùng tất cả cô bác, vừa thăm hỏi sức khỏe và vừa chúc phúc cũng như được làm quen cùng với anh Bảy Hùng, thì chúng ta lấy làm một cái tinh thần có thể nói là đoàn kết bất khả phân. Mặc dù hôm nay giữa tất cả quý cô bác anh chị em cùng chúng tôi đã ở trong một môi trường tu tập, nhưng hẳn nhiên chúng ta cũng phải luôn nhớ rằng
Cao Sơn Tư Thạch Cộng Cao Đạo Trợ Duyên Giao, nghĩa là núi cao nhờ đá chất thành, đảo cao nhờ có bạn lành trợ duyên. Thì cái sự trợ duyên của chúng ta hôm nay, tuy nhiên nó chỉ là một viên gạch nhỏ để tiếp nối trong cái những viên gạch hầu xây dựng một tòa lầu đài đạo hạnh vô thượng vô sông để rơi truyền mãi mãi cho hậu thế. Thì cái kỷ niệm hôm nay chúng tôi tin tưởng chắc nó sẽ được mãi mãi đến ngàn sau. Thôi thì lời nói đầu chúng tôi xin được tạm dừng ở đây, luôn được chúc phúc cho tất cả quý vị được an khang thịnh vượng, nhất là trở lại với mái ấm gia đình, biết cô bác anh chị chúng ta sẽ luôn nỗ lực tiến tu cho đến ngày mãn kiếp hồng trần sinh lạc quốc để hưởng công niệm Phật rất yên lành. Đó là lời chúc phúc của chúng tôi. Cảm ơn anh Hùng. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu trở lại với dòng tâm sự để hàn huyên nói về Phật pháp. Hôm nay chúng tôi xin được tâm sự với cô bác anh chị em qua một cái chủ đề chỉ có một chữ thôi. Hôm nay xin được trình bày cùng cô bác mình với một chữ mang tên, đó là chữ tâm. Nói chữ tâm hồi. Bởi vì mình nói nhiều quá, có đôi khi mình nói hết ý, chi cho bằng nói chữ tâm thôi. Mà cái chữ tâm hôm nay đó con xin được rút ra trong giáo lý của Đức Thầy ở trong cái bài Diệu Pháp Quang Minh, ở trong một đoạn văn rất độc đáo của cô bác anh chị em. Đức Thầy khiêm tốn nói lên cái lời mà chính sự khiêm tốn đó có thể nói mình bàn hoài không có hết, mà Thầy cho là khiêm tốn đó. Mấy chú mấy cô mình nghĩ coi, Đức Thầy nói điên đàm luận ít câu dốt nát. Chỗ này là quá khiêm tốn luôn chứ gì nữa. Thầy nói thì quá dốt nát luôn. Rồi mong chị anh bàn bạc thể nào, lời văn thô ý kiến chẳng cao, rồi nội quan cảnh tâm. Qua đoạn văn này tôi đọc ra sao tôi thấy quả thật Thầy đúng là Phật tới cô bác anh chị em. Chứ thường tình ở thế gian mình đó, mình hay phô diễn những cái gì mà mình đã thành đạt. Nhưng mà riêng Đức Phật, Đức Thầy thì Ngài không bao giờ phô diễn. Bởi vì Đức Phật nói là đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Nếu đạo mà còn nói được cái đạo đó thì cái đạo kia nó không có rộng lớn thâm sâu. Giả lại hơn 49 năm Đức Phật đã thuyết 84.000 pháp môn. Vậy mà A Nan hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, suốt 49 năm qua Thế Tôn đã nói pháp chi? Đức Phật phát tay lên rằng: Ta chẳng nói pháp chi. Thấy không? Còn Đức Thầy của mình đó, khi mà ông cả cho những cụ đồ nho ghi lại những câu liễn ở trong tại tổ đình, thì tới chừng ra ngoài cổng đó, tổ đình ghi lại những cái câu liễn đó, thì lúc đó Đức Thầy nói: Ông cả ơi, cái câu liễn ở trước cổng đó ông cả hãy để cho tôi ghi mới được nha. Mà trong khi đó Đức Thầy thì ông cả thừa biết rằng là Đức Thầy đâu có học chữ nho. Vậy mà Đức Thầy ghi bốn chữ đó quý vị, mình thấy là đây là Phật rồi. Đức Thầy ghi cái chữ là quý tiện đồng nhân, hay là quý tiện đồng nhân. Cái chữ quý là muốn nói cho hạng người giàu sang, mà cái chữ tiện là muốn nói cho người bần hèn, mà chữ đồng là cùng nhau, chữ nhân là tiếp. Vậy Đức Thầy là một vị giáo chủ mà sang hèn thì Thầy tiếp trên, Thầy không bỏ ra. Khùng khuyên hết kẻ ngu người trí, hay kẻ ngu người trí nghe Thầy giải khuyên. Đặc biệt hơn nữa Thầy nói giải khuyên những kẻ ngổ ngang, biết câu luật tự dình đàn tứ ân. Hay là tuy là ta không thể sanh thành, nhưng thương hết ra tài giải vô. Như vậy thì chúng ta thấy rằng quả thật chỉ có Thầy mới có thể sang bằng giai cấp. Bởi Đức Phật khi xưa đã sang bằng giai cấp của đất nước Ấn Độ ở trong 4 giai cấp. Giai cấp thấp nhất đó là giai cấp hạ tiện, mà Đức Phật cũng vẫn duy trì để độ cho những người hạ tiện kia được chứng quả. Thì hôm nay Đức Thầy của chúng ta cũng thế. Đức Thầy gom nhành lá rụng đang chung trồng giống xưa. Như vậy thì chúng ta rất hãnh diện ở trong cuộc đời mình, trong cái buổi cùng cơ tận pháp, phước mẫu nghiệp gì tình sâu quệ cạn. Thế mà mình được gặp một vị Phật ra đời, Ngài đã sang bằng được giai cấp và chấp nhận cho mình làm đệ tử. Cho nếu mà chọn lựa những người ưu tú đó thì thật ra mình không có diễm phúc để được ở bên trong cái dòng xuất pháp kia, phải không quý cô bác? Thôi bây giờ để chúng ta trở lại với cái sự bàn giải sâu sắc thêm một bước nữa, nhất là ở cái đoạn văn mà Đức Thầy đã giới thiệu: nội quan cảnh tâm vô kỳ vật, đường đạo đức bước ni đi từ đất ngoại quan hình bất chấp kỳ hình. Như vậy thì chúng ta hôm nay xin được bàn sâu thêm một bước, bởi vì con nhìn thấy hội trường của mình đó toàn là những bậc có thể nói rằng là thâm niên Phật pháp qua giáo lý của Đức Thầy, và đồng thời đã chuyên tâm tu luyện suốt cả mấy mươi năm. Như vậy thì chúng ta cần phải phải làm sao bàn giải cho nó sâu sắc hơn trong một cái quá trình, bởi đã bắt gặp qua những cái khúc chiết thăng trầm. Quý cô bác anh chị em mình có thể nói rằng là từ bấy lâu nay khi mình đã tu tập tới giờ, cô bác mình
đã được lặng tâm ở trong một cái tinh thần giác ngộ, có thể nói rằng là thuần giác luôn chưa? Hay là trong chúng ta vẫn còn có ở trong một giai đoạn gọi là có lúc thì nó giác, nhưng mà có lúc thì nó mê, có lúc thì nó tỉnh, có lúc thì nó động, rồi có lúc thì trên, có lúc thì nó giọng, phải không quý cô bác anh chị em? Do vì lẽ đó mà chúng ta cần phải bài giải để chi? Để mà tìm hiểu những cái yếu điểm đó, làm sao chúng ta chiếu phá được vô minh trở về với chân tâm thanh tịnh. Cho nên Đức Thầy mới giới thiệu là nội là ở bên trong. Cái chữ quang này nó có ghê cho nên gọi là quang sáng. Nội quang, cái chữ cảnh là muốn nói cho một hiện vật. Cái chữ tâm là lòng. Rồi cái chữ vô là không, chữ kỳ là nơi, mà chữ vật là sự việc. Vậy thì chúng ta tu làm sao mà ở trong tâm của mình không còn một cái sự việc gì để cho nó dướng bận. Chính chỗ đó chúng ta mới đạt được cái cảnh giới của chân như tâm thanh tịnh. Nội quang cảnh tâm vô kỳ vật, rồi đường đạo đức bước đi từ nấc. Đường đạo đức bước đi từ nấc ở đây đó, nó có hai cách để giải. Cái cách giải thứ nhất đó là chúng ta sẽ muốn tập từ từ, nhưng mà cách giải đó chưa phải là rốt ra. Đường đạo đức bước đi từ nấc ở đây còn có một cái cách giải thứ hai độc đáo hơn ở chỗ là quý vị mình biết. Đường đạo đức bước đi từ nấc ở đây được gọi là trung đạo, bởi vì không ghét sát, không trưởng dưỡng, không thay quá, không bắt gặp, đó là con đường trung đạo mà Đức Phật khi xưa đã thực hiện, cuối cùng Ngài đã thành đạo. Như vậy thì đường đạo đức bước đi từ nấc là cái đường trung đạo. Rồi ngoại quan hình, cái chữ ngoại là ở bên ngoài, cái chữ quan này không có ghê cho nên gọi là quan cảnh, gọi là tha quan đó, tức là chúng ta nhìn nhận tất cả những cảnh trí ở bên ngoài nên gọi là tha quan. Cho nên ngoại quan hình bất chấp kỳ hình, chỉ bất đó là không, mà chỉ chấp là chứa đựng. Kỳ hình là nơi cảnh đó chúng ta không bao giờ để mình vướng bận. Cho nên ngày xưa tôi còn nhớ là một cái câu nho tập táo như thế này nè cô bác, gọi là nhãn quán trường không ảnh trầm hải thủy, nhãn vô di tích chư ý thủy vô ảnh chi tâm, nghĩa là nhãn bay trên hư không bốn nhãn ở dưới nước, nhãn bay qua bốn nhãn chẳng còn, giữa trời lồng lộng nhãn bay, tự nhiên bóng nhãn in dài trên sông, nhãn không dụng ý gửi hình, nước không lưu ảnh, ảnh hình tùy duyên. Vậy thì Đức Thầy đã dạy chúng ta rằng là phải lặng tâm thần như mặt nước hồ, suy với nghĩ, nghĩ suy đường lối. Hay là chúng ta được Đức Thầy dạy cho anh câu là tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, tánh trong như nước bích mùa xuân. Vậy bây giờ cái tấm kiến đó muốn được cho nó trong phải làm sao cái gì? Tức là chúng ta phải lau chùi. Thầy nói ngọc nhờ lau, ngọc mới rạng ngời, kim mài giũa, kim kia mới bén. Vậy thì cái mảnh kiến kia để muốn được trong veo thì chúng ta phải thường xuyên làm quét dọn cho nó thật sạch, thì cái tấm kiến kia nó mới có thể để cho có một cái sự cảm nhận rất là tinh anh. Như vậy thì ở đây tâm chúng ta thường thường nó bị chia ra làm ba công đoạn. Bây giờ chúng ta trở về với cái chữ tâm tí xíu đi. Cái chữ tâm đó thì theo trong kinh Phật cho biết đó là nó có một cái dần nguyệt, là cái dần trăng khuyết, nó có ba kèm theo ba dấu chấm của ba ở chính giữa và trên dưới của cái dần nguyệt kia, thì Đức Phật mới biểu hiện lên một cách rất là đặc biệt nói về tâm. Trong kinh đã giải đó là tam điểm như tinh tượng hoành câu tợ nguyệt tà phi mau tùng thử đắc tố Phật giả do tha, nghĩa là ba vì sao nó tượng trưng cho những cái điều sáng suốt tinh tú, nhưng mà cái dần nguyệt kia đó là ám chỉ cho một sự sáng suốt cố định. Cho nên tâm chúng ta đó nó giống như là ba vì sao tinh tú kia cũng cộng thêm một cái dần nguyệt, thì thử hỏi tâm chúng ta nó sẽ sáng suốt như thế nào. Sở dĩ mà Đức Thầy Ngài có được trên thông thiên văn hạ đạp địa lý và trung quán nhân sự là do Ngài lặng được tâm. Còn tâm chúng ta vì chưa lặng được, vẫn còn bị sao động tất cả mọi trạng thái chung quanh, do vậy mà chúng ta chưa thấy được lẽ nhiệm màu của Phật Pháp. Chứ Đức Thầy nói là nhiệm màu hạnh đức quá thanh thao, thần thánh Phật tiên xuống kêu gào dương gian mau tỉnh trong tràng mộng, rồi tìm kiếm nơi đầu nào đảo siêu cao. Hay là nhàn thanh tìm kiếm kiếm nơi tâm, Phật cũ ngày xưa hãy gác tầm, nhành lá xum xê màu đượm vẽ non thần gian chuyển hết rừng lâm. Rừng lâm Phật thích thỏa xưa kia, non tuyết rèn ra bát chánh kia, phổ quá dân lành trong khắp chúng, hoàn cầu bốn biển khắp danh biên. Quả thật là độc đáo và thâm sâu đối với cô bác anh chị em. Như vậy thì ở nơi đây nói về chữ tâm nó chia ra làm ba thể loại. Thể loại thứ nhất được gọi là nói về cơ thể học đó, thì cái chữ tâm thứ nhất được gọi là nhục đoàn tâm. Nhục đoàn tâm tức là trái tim của chúng ta để làm một cái nhịp đập để hòa vào tất cả các cái động mạch, rồi máu huyết chúng ta được lưu thông tất cả hồng huyết cầu để cho chúng ta được sinh hoạt một cách mạnh mẽ, thì đó gọi là cơ thể học, được gọi là nhục đoàn tâm. Và cái tâm thứ hai đó được gọi là duyên lữ tâm.
dư lựa tâm tức là cái tâm của chúng ta được chấp nhận tất cả các ngoại cảnh mà nãy Đức Thầy nói là ngoại quan hình bất chấp kỳ hình đó. Thời hồi nay mình hay chấp nhận với sự thật lắm. Còn ví dụ cái đơn giản như thế này nè quý cô bác, ví dụ như cái thân này Đức Phật cho là thân giả. À, thân giả là sao? Là vì do tứ đại đất nước giới lửa hợp thành, sớm muộn gì cũng tan rã. Và mấy ai trăm tuổi ở đời được như bành tổ mà đời lợi danh. Vậy đó mà mình cho thân này là thân thiệt nè. Không? Thân này thân của mình, đúng không? Nhà này là nhà của mình. Rồi tất cả giường ruộng này là của mình. À, rồi tất cả xe tàu, tất cả mọi sự việc chung quanh là của mình. Chính vì cái của mình đó mà mình mới sanh ra lòng luyến ái, rồi bảo thủ, gìn giữ. Cho nên chúng ta luôn luôn sống trong đau khổ, sống trong cái sự loạn động của tâm hồn. Do gì từ trong nguyên nhân ấy nên nhà Phật mới gọi là duyên lự tâm, gọi là tâm duyên ý mà. Có nghĩa là tọa mật thất như thông cường, ngưỡng thốt tâm như lục mã. Thôi bây giờ nói cái tâm mà ngưỡng thốt tâm như lục mã đó, có nghĩa là ngồi tại trong mật thất mà giống như ngồi ở giữa ngã ba đường. Cái tâm duyên ý mã là gì? Tâm duyên ý mã là muốn nói cho con ngựa nó chạy và tâm chúng ta nó truyền nếu giống như con dưỡng truyền cây. Mà giờ xin hỏi cô bác mình ha, hỏi chứ hồi nãy mình vô niệm Phật tiếng hồ đó, cái tâm mình có phải là trụ lại trong thập tướng bát nhã không? Hay là tâm của chúng ta vẫn chưa trụ được cái thập tướng bát nhã đó mà tâm chúng ta vẫn còn bị sao động? Mặc dù đang ngồi ở đây niệm Phật với đồng đạo nhưng mà tâm mình nhớ nhà phải không? Dạ, tâm mình nhớ bao nhiêu công việc phải không? Mặc dù đang ngồi ở đây nè mà tâm chúng ta luôn luôn khởi động tất cả những trạng thái của chung quanh, có phải là tâm mình đang đi không? Mặc dù tướng thì đang ngồi đây nhưng mà tâm mình đang đi đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Thầy đã giới thiệu qua một câu này rất độc đáo ở chỗ là được thủ trụ quyền khai nhất khiếu. Tức là trụ lại được cái tâm, chúng ta sẽ thấy được cái điều sáng suốt tinh năng của tâm hồn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Phật Pháp mới là một điều quý giá, đặc biệt. Chứ nếu như không thì mình có thể nói rằng mình nhìn một cách rất là đơn giản. Bây giờ từ bấy lâu nay cái tâm của mình đó luôn bỏ trống với cái thời gian và luôn bị chấp nhận với ngoại cảnh. Bởi vì thường thường đó, mình đi tới cái chỗ nào mà mình thấy cái chỗ đó đẹp quá, cái dường như mình cảm nhận cái luyến lưu, về tới nhà mấy tháng sau, mấy năm sau mà chúng ta không thể quên được cái chỗ đó. Đức Phật nói rằng đừng nhìn về quá khứ, cũng đừng nghĩ đến tương lai, vì quá khứ thì nó đã qua, còn tương lai thì chưa đến. Mà mình thì luôn luôn sống trong cái sự loạn động của tâm hồn, cho nên hay nhớ về quá khứ mà cũng hay nghĩ đến tương lai. Phải không quý cô ạ? Dạ, bữa nay xin cho được nói về tâm bữa nghe. Thì quá khứ là gì? Quá khứ là chẳng hạn như những chuyện đã qua, tức là từ thuở xa xưa của lúc nào. Ví dụ như mình bàn chút xíu về quá khứ ngày xưa, con nhớ lại câu chuyện của Huệ Năng Lục Tổ. Có lần sau khi mà ông đã rời khỏi chùa Bình Mai, được ngũ tổ đưa qua khỏi dòng sông, và ông đã trở về hướng Nam để chờ đợi ngày duyên lành mà dân du quá đạo. Thì lúc bây giờ ông vừa bước vào một cái ngôi chùa đầu tiên, thì ông gặp hai ông sư trong chùa luận như thế này. Ông thì nói rằng là phướng động, ông nói gió động. Bởi vì không có gió thì làm sao mà thổi để cho cái phướng kia nhúc nhích. Cái ông kia ông nói gió nó khởi trước cho nên gọi là gió động. Cái ông kia ông mới nói gió làm sao thấy được nó, thì chỉ thấy cái phướng nó nhúc nhích tức là phướng động. Vậy thì hai cái lý này giải đều đúng hết á. Nhưng mà có điều là hai ông cứ cãi nhau, cứ cãi nhau là anh nói như vậy sai, còn tôi nói mới đúng. Còn cái anh kia nói anh nói như vậy là sai, tôi nói mới đúng. Chính vì cái chấp đúng chấp sai đó mà làm cho hai tâm hồn luôn luôn dẫn lên cái sự sao động. Cái lúc đó Huệ Năng Lục Tổ bước vô, ông nói không phải phướng động, không phải gió động, mà tại tâm của hai ông đang động. Giống như ở đây á, biết thằng ấy chúng sanh mê nên đem pháp thuyết, nhưng mà giải thoát rồi là pháp bất khả dụng. Giải pháp là một phương tiện. Đây là toàn bộ sáu dạng giáo lý thiên văn của Đức Thầy là gì? Là một cái loại thuốc linh dược, nó có công năng để chữa lành bệnh cho chúng ta. Ví dụ như chúng ta ở trong này có bị tham sân si nhân ngã gì đó, thì từ trong giáo lý của Đức Thầy sẽ chỉ chúng ta một con đường để diệt đi tham sân si nhân ngã. Phá ngũ uẩn diệt lục căn hành bát chánh, tất cả Đức Thầy được ghi gói gọn ở trong toàn bộ sáu dạng thiên văn giáo lý Đức Thầy. Vậy thì cái cuốn giáo lý của Đức Thầy không phải cho chúng ta để nhìn một cách đơn giản, mà chúng ta phải uống vào trong tâm. Uống về trong tâm là sao? Ví dụ như bây giờ mình quán xét lại tâm mình. Đức Thầy nói ta kể sơ ít điều cho vắn tắt, ước mong đời xét kỹ đang tu hành. Mình xét lại coi mình có tham không? Mình xét lại coi mình có sân không? Mình xét lại coi mình có si không? Xét mình có còn nhân ngã hay không? Xét coi lục căn có nhiễm lục trần hay không? Mắt coi xem sắc đẹp, tai nghe tiếng hay, mũi ngửi hương thơm, lưỡi đồ ngon béo, thân sự sung sướng, ý chí phận cao. Mình xét lại coi mình có vậy không? Như vậy thì nếu mà mình xét đó, mình xét cái nào mình sửa cái đó coi như mình uống thuốc đó. Còn mình tu đó mà mình không chấp nhận cái sửa đổi những cái sai lầm của mình,
thì cái đó là gì? Cái đó gọi là kháng thuốc rồi đó, không uống gì đó. Nấu rồi tắm không mà chưa mua không? Có thuốc rồi đó nhưng mà không uống, thành ra mình không lành bệnh được. Do vậy mà hôm nay xin thưa cùng với tất cả cô bác anh chị em, khi chúng ta quay trở về với tâm thức, chúng ta sẽ có được một trạng thái của nội tâm yên tĩnh. Còn nếu chúng ta không quay trở lại với tâm thức, chúng ta sẽ luôn luôn sống trong đau khổ mặc dù là chúng ta đang tu. Ví dụ như con muốn nói cái đơn giản hơn nữa, hồi xưa mình còn ở giữa dòng đời thì mình còn giận hờn hơn thua cao thấp, tranh danh đoạt lợi. Nhưng mà hôm nay chúng ta tu rồi mà chúng ta vẫn giữ cái tâm nguyên vẹn của những cái mà mình đã nói trên thì sao? Thì mình đâu có tu gì đâu hả? Bất quá chỉ có cái tướng đạo thôi chứ không phải là tu. Mục đích của chữ tu là trao sửa, tức là chúng ta trao sửa làm sao để cho tâm hồn chúng ta luôn luôn an lạc. Như vậy đó mới gọi là rốt ráo của cái chân như tâm. Như vậy thì ở nơi đây đó, cái duyên lượng tâm nó đã làm cho chúng ta phải trải qua cái bao nhiêu sự thăng trầm và phải nói đau buồn hận khổ cũng vì cái chữ tâm của chúng ta bị duyên theo cảnh. Ví dụ như mình thương người nào đó, mình trân trọng lắm, mình tôn sùng người đó lên, mình bảo vệ cho người đó, mình có thể nói rằng là tất cả nhất cử nhất động của người đó mình đều chấp nhận được hết á. Nhưng mà người nào mà mình không thương mến coi, dù cho người ta phải mà mình cũng không chịu nữa, phải không? À, người ta đẹp chứ lắm luôn mà mình nghe ai khen nó người đó đẹp thì mình cũng không chịu nữa. Nhưng mà người của mình thương đó, lỡ nó xấu bác vậy đó mà ta nói xấu mình cũng không chịu nữa, nó khổ vậy đó. Như vậy thì cô bác anh chị em mình ơi, cái hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời của chúng ta là gì? Là để cho mình có được cái sự kiên định của nội tâm, yên tĩnh. Như vậy thì ở đây khi mà bàn tới cái chữ tâm của duyên lự thì thật sự mà nói chúng ta bị dấp phải quá nhiều thứ. Do vậy mà Đức Thầy đã dặn dò cho mình một cách kỹ lưỡng là nội quan cảnh tâm vô kỳ vật, tức là trong tâm mình không để một sự việc gì cho nó dính dập. À, ngày xưa đó ông hướng vô cái sầu phủ được vua sở đó, à, triệu ông về để làm vua. Vậy mà cô bác anh chị em mình coi, ông nói sao đại dương nghe nói tới đây là cho tôi đứng tay quá. Thời đời nay đó, nói đến con đường danh lợi là tôi đã chán từ lâu rồi. Vậy mà ngài muốn triệu cái gì làm vua, sao nghe nó vừa tay trước mặt đấy đó. Ông đi xuống dưới sông đó, ông mới rửa tay đó. Thì khi xuống sông rửa tay cái sầu phủ mới dắt cho ông đi uống nước. Ta hỏi chứ sao sáng giờ anh rửa tay rồi vậy? Nói đâu có gì lạ, tại vì vua kiểu ta về làm vua, ta nghe nói tới cái mùi vinh lợi, sao ta nghe nó bẩn tay quá, ta rửa nước sạch. Thì ông dắt cho tôi sẽ lên lại. Ông nói vậy là con phải dắt cho lên trên nước chứ, để mà uống ở dưới nước đây đó là cái nước vinh lợi nó đổ tan, nó trôi ra cho ông uống đi cho mình. Con vua như ông dắt mà đi ngủ, gặp chúa như ông hùng mà ngủ mà thôi. Cho nên có đường vinh lợi của chúng ta nơi đây đó, nếu như không cố gắng thì kỹ lưỡng thì chúng ta chỉ sống trong đau khổ mà thôi. Bởi vì Đức Thầy đã cho biết là cô phù du hững hờ nào biết, thấy bóng đèn thì quyết chung vô, rồi thảm thương thay chết héo chết cô nhìn đèn nọ thấy mồ phù vũ, kể khuyên trần đã mãn mùa thu đeo danh lợi như con vật ấy. Cho nên thật ra mà nói đó, không phải là tôi ca ngợi riêng anh Hùng, mà có thể ca ngợi tất cả những nhà mạnh thường quân, ca ngợi tất cả quý vị tín đồ Phật giáo Bảo đã từ xả thân bắt cầu đắp đường bồi lộ nấu cháo nấu cơm và có thể hy sinh cuộc đời mình cho xã hội, lợi ích cho tất cả nhân sinh. Thì có thể nói rằng nơi đây là một cái điều hết sức là quan trọng. Cũng như ví dụ như anh Hùng có thể đem của cải tài vật của mình để mà ăn xài trác táng, hưởng thụ cho riêng mình, điều đó không phải sao? Mà tại sao lại đem cái công sức tiền của này ra để mà tạo thành một cái đạo tràng trang nghiêm cho cô bác anh chị em chúng ta huân tập trong Phật pháp? Như vậy thì cái ý nghĩa này nó sẽ là một nền tảng phước báo để duy trì cho tương lai chúng ta được đi vào trong thanh tịnh. Ví dụ như ai mà muốn được có một cái thanh tịnh trong tâm hồn thì trước nhất chúng ta phải tạo một nền tảng phước báo đi. Vì chúng ta có phước báo, nhờ có phước báo kia nó mới tạo cho chúng ta có được một cái vị trí kiên định. Có thể nói rằng là trong cái buổi nói chuyện hôm nay có thể cũng xin được tạm chia tay cùng với cô bác anh chị em mình. Vì con có cái dự định là mỗi một năm con sẽ đi vào trong an cư kiết hạ khoảng 3 tháng hoặc 4 tháng. Là bởi vì sao? Là bởi vì kiến thức tài là do học, còn đức là do tu, cho nên cần phải có một sự đầu tư. Do vậy mà có lẽ là khoảng cuối tháng 8 này là đầu tháng 9 là con phải vô niệm Phật. Có thể là vô niệm Phật cho đến ngày lễ đản sanh của Đức Thầy vào ngày 25 tháng 11. Thì có thể là ra một vài ngày rồi trở vô tiếp tục niệm Phật cho đến Tết. Có lẽ chăng là tháng 9 hoặc tháng 10 hoặc tháng 11 con phải tạm dừng lại cái chương trình gặp gỡ của bác anh chị em mình một vài tháng, rồi sau đó mới có thể gặp lại để đầu tư thêm kiến thức, để đầu tư thêm nội lực. Như hôm rồi con về cũng ở tại thốt nốt này, khi mà
con đi vô ngủ ở trong cái cốc quên tự động á. Sau khi mà tạm nghỉ ở đó rồi anh em cũng tâm tình trao đổi về Phật pháp, thì thật ra anh có đọc lên một cái bài thơ rất là tâm đắc, cho nên tôi xin lại cái bài thơ đó tôi ghi vào lòng. Cái bài thơ như thế này nè quý vị: hướng vọng việc ngoài chẳng ích chi, chi bằng xôi lại xét mình đi. Nếu còn vọng tưởng tâm điên đảo, tức thị thì là gặp hiểm nguy. Xét mình thật kỹ mới là hay, ráng xét cho ra bậc thánh tài. Các bậc chỉ nhân nhờ tự xét, và nên hiền nên thánh nên Như Lai. Nhờ xét kỹ mà nên hiền, nhờ xét kỹ mà nên thánh, nhờ xét kỹ mà nên Như Lai, tức là thành Phật. Rồi xét rồi phải sửa, sửa liền khi thật sửa thì là thật hết nguy. Sửa viết đến khi không chỗ sửa thì là tạng mặt đến từ bi. Quý vị mình thấy ba cái đoạn thơ này nghe đọc lắm, nói về tâm không đó. Hôm rồi trước lúc chú Bảy Ưởng qua đời, con có đến thăm và chú cũng cho con một bài tâm pháp như thế này. Chú nói nơi tâm này hằng thể trước núi sông, hiến trọn kiếp dung trồng nền đạo pháp. Xương dù nát cũng làm thân làm đất, máu dù tan cũng làm nước làm xương. Cho qua lành được tươi thắm khoe hương, cho mưa pháp trang hòa trong đại chúng. Cho thuyền đạo vững lèo qua cơn sóng, cho người tu đường trùng bước sang ngang. Cho nữ nam đồng đạo việc chung đàn, lòng tin chắc ngày mai đầy sáng lạc. Thì đây là một tâm quyết chứ gì nữa. Vậy thì cái tâm quyết của chúng ta là ai cũng mơ ước rằng mình sẽ đắc đạo, phải không cô bác? Vậy thì bây giờ nếu như mỗi cô bác anh chị em chúng ta có mặt trong hội trường này, hay là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói chung, hay là tất cả nhân sinh nói chung, hay là nói cả thế giới này nói chung, nghĩa là tất cả ai ai đều hướng với cái chân lý của đạo Phật và giáo lý của Đức Thầy, đều ước mong rằng một ngày kia tôi hết khổ tìm vui và đắc đạo, có phải vậy không? Nếu mà phải như vậy đó thì chúng ta phải tu sao cho nó trúng với tâm mới được. Chứ bây giờ cái tâm của chúng ta đó tu nhưng mà còn tranh danh nè, đoạt lợi nè, hơn thua nè, cao thấp nè, giận hờn nè, đố kỵ nè, đủ thứ như vậy hết trơn, thì làm sao chúng ta có thể đắc đạo được, thấy không? Cho nên Đức Thầy mới giới thiệu qua câu là xưng à quên à, mấy lúc giận hờn ra tay tế độ nghe đờn tây quy, xây dựng trời đất tiếp thì hết cơn bị cực tới kỳ thái lai. Hết cơn nguy là đến lúc khải quang liền vậy đó. Như vậy mà xin thưa cùng chúc cô bác, nếu như chúng ta biết trở về với một nội tâm yên tĩnh, Thầy đã giới thiệu qua câu đó là tu biết cách như đương biết đát, đương đát rành đặng giữa xe lôi. Và nếu như chúng ta biết trở về với chính mình, thì Đức Thầy cho chúng ta xét một cách rất kỹ lưỡng nè: đạo pháp thường hay dung với họa, xét người cho tổ, xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thứ ta, thứ được người người thứ ta. Đó là mình biết xét tâm đó. Chứ bây giờ thử hỏi, nếu như người ta làm trật, cái mình chê, mình chê trách đủ thứ trên, nói chàng ơi, thiệt nha, cái bà đó mà bà đi niệm Phật cái gì, bà làm bổ niệm Phật đó mà, chứ thiệt ra rời cái chỗ niệm Phật rồi đó nghe, bà mê danh mê lợi tiếc sợ luôn vậy đó. Nhưng mà mình nói người ta vậy rồi mình có hỏi là mình không? Bây giờ mình phải xét thật kỹ, xét người rồi xét ta. Vậy nếu mà mình xét người là xét sao? Bây giờ mình xét cái đúng người ta đi, đừng xét cái sai nữa. Xét cái sai nó đau khổ lắm, tại vì Đức Phật đó là đừng nhìn về quá khứ. Những cái gì mà người ta sai lầm mình có cơ hội để xây dựng người ta được thì xây dựng, nếu không thôi bỏ qua. Còn mình xét làm sao mà mình thấy có chèn ơi, ông Hùng Phát ông dạo vậy đó mà ông còn tu, ông tạo thành cái điều kiện gì đó, hay là mấy chú với anh mình có thể nói rằng là mấy bác mình ta già vậy đó mà đi kiếm đi niệm Phật nào cũng có ông đi niệm Phật chứ. Như vậy thì mình xét cái sự tinh tấn của người ta vậy đó, cái mình về mình khích lệ cho mình. Mình không xét cái tinh tấn của người ta mà mình cứ xét cái giải đãi của người ta không à, xét cái dở của người ta không à. Bởi Đức Thầy nói là mắt trông vào những chỗ đê hèn đó. Rồi sao nữa? Cái câu kế là sao? Mấy cô nhắc giùm đi. Mắt trông vào những chỗ đê hèn rồi sao nữa? Nào được xem cảnh báo đài xem, nghĩa kiến trường giải ra như vậy. Thiệt mà độc đáo không có. Nếu mà Đức Thầy dặn mình, nếu mà xem vào những chỗ đê hèn đó thì những cái chỗ thanh cao mình có. Bởi vì mình hãy mỗi lần mình xem vô là đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn mà. Hãy nó tiếp nhận như chỗ nào cái nó in như chỗ đó luôn à. Nó nhớ hoài gì đó, nó không chịu buông. Thì thôi bây giờ đừng né đi, né bớt mấy cái chuyện mà sai quấy sàng xiên đi. Cứ nhìn vào những cái chỗ tốt đẹp thanh cao đi, thì tự nhiên về nó sẽ đưa cho chúng ta một sự khích lệ liền vậy. Thấy không? Cho nên Đức Thầy nói ai ai hãy ráng xét mình,
Nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Bây giờ không thèm xét bên ngoài nữa mà xét cái tâm mình. Mình phải làm sao xoay trở về với chính mình một cách thực tại. Cho nên Đức Thầy mới nói câu là địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma tiên hay Phật cũng là tại đó. Rất là cáo không của tôi. Vậy là tất cả đều do tâm tạo thôi. Bây giờ khổ hay vui cũng đều do tâm tạo. Rồi thương hay ghét cũng đều do tâm tạo. Nếu mà mình biết một cái vị tha tí xíu thôi. Bây giờ nói tới đây đó là xin được mở cái dấu ngoặc, nói về tướng dư lượng tâm tí xíu mới được. Chứ để em thôi, nếu mà đi sâu vào trong sự mổ xẻ tu tập mà không nói về tướng dư lượng tâm đó là chưa đủ. Vậy là tất cả cô bác anh chị em cùng với chúng tôi đó, hãy cố gắng sống ở trong giáo lý của Đức Thầy, ở cái chỗ mà Thầy dạy mình phải tu trong tướng dư lượng tâm, tức là tu trong từ bi hỷ xả. Bây giờ chúng ta tu sao mà tâm chúng ta phải từ, chúng ta tu sao mà tâm chúng ta phải bi, chúng ta phải tu sao mà phải hỷ phải xả. Bốn cái đức này đó của Đức Phật phải nói là thâm sâu không thể tưởng. Mà chúng ta tu sao mà mình tu theo cái tâm của mình không ạ? Hay không? Cái tâm duyên lự là cái tâm của mình đó ạ. Còn và chỉ có cái tâm vô nhất vật, chừng ấy mới tịnh vô nhất vật, bụi hồng trần rước sạch cửa không, cái đó mới gọi là chân như tâm. Hay là giữ tâm thanh tịnh nè, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng giả ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật, giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ, ghi mối chuyện duyên lần lần, trí huệ mở mang, cõi lòng sáng suốt, thì màn vô minh sẽ bị diệt mất. Hay chưa? Vậy thì tâm chúng ta an lạc là vô minh diệt liền đó. Còn tâm chúng ta bị còn một phút giây nào sao động là chúng ta sẽ bị trở ngại trên đường tu tập. Ví dụ như cái tâm của chúng ta mà sáng suốt kiên định á, vô niệm Phật á, nó không bị hôn trầm tán loạn gì trên á, vô chừng vài phút là nó chánh niệm liền chứ. Vô chừng vài phút là tâm chúng ta an lạc liền, thân thể chúng ta được an lạc liền. Còn tâm của chúng ta mà chưa đi vào trong tam muội chánh định á, thì lúc mình vô niệm Phật á, nó đau nhức, nó ngứa ngáy, nó khó chịu, nó làm cho chúng ta tất cả những hình trạng mà có thể nói rằng rất trở ngại trên đường tu tập của chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng làm sao trở về với cái chân như tâm. Mà muốn có được chân như tâm tức là chúng ta phải tu trong tứ như lượng tâm. Một là tu trong từ vi. Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, vi năng phạt nhất thiết chúng sanh chi khổ. Từ là thường ban vui, vi là thường cứu khổ. Vậy mà mình tu sao mà cái tâm mình thường ban vui với mọi người, thường cứu khổ với mọi người, thường ban vui với chính ta và thường cứu khổ với chính ta. Thường ban vui chính ta và thường cứu khổ chính ta là gì? Rồi thường ban vui cho mọi người, thường cứu khổ cho mọi người là gì? Ở đây rất là thâm sâu với các bạn. Đạo Phật đó là cái đạo mà có thể nói là vô vi bí pháp, tối thượng nhất thừa, nhưng mà không rời với thực tế. Cái đạo Thầy dạy là không rời với thực tế nha. Mặc dù là để cho tâm hồn an lạc, nhưng mà chúng ta hòa nhập được trong ngoại cảnh, đối mặt với chướng duyên nghịch cảnh, nhưng mà tâm chúng ta không bao giờ bị vướng động. Chính chỗ này là cái chỗ mới thật sự là cái người mang một lý tưởng giải thoát. Còn bây giờ mình tu mà thật ra tâm từ của chúng ta chưa có, tại vì thường thường á, mình luôn luôn bắt gặp trong những trạng thái của đau khổ, nó đã quen trong từ vô lý kiếp tới bây giờ. Nhất là sanh lòng đố kỵ. Ví dụ như bây giờ mình thấy người ta giàu hơn mình cái mình không chịu, thấy người ta đẹp hơn mình cái mình không chịu, thấy người ta thông minh hơn mình cái mình không chịu. Nhưng mà do đâu mà mình không có được những cái bằng người ta? Là do mình kém tu tập rồi đó. Không có bác anh chị em. Đức Thầy đã giới thiệu cái câu mà Phật là đấng toàn thiện, toàn mỹ, bác ái vô cùng và quyết cứu giác sinh linh ra khỏi dòng trầm luân khổ hải. Vậy bây giờ chúng ta có toàn thiện chưa? Chúng ta có toàn mỹ chưa? Nếu như toàn thiện, toàn mỹ là tương lai chúng ta đã là Phật đó cô bác. Cái hạnh phúc lớn lao ngay trong hiện tại của bản tâm của mình đó, gọi là bản thể chân như, được gọi đủ với câu là Phật tánh, hay là chủ nhân ông, hay là bốn lai diện mục, đó là những danh từ khác nhau, nhưng mà thật ra nó là chân như tâm không? Cho nên hồi nãy nó chia là ba thể loại, tức là nhục đoàn tâm, rồi duyên lữ tâm, rồi như vậy thì ở đây mỗi cô bác anh chị em chúng ta sẽ cố gắng làm sao quay trở về với chính bản thể chân như của mình. Giống như cái câu mà ông sư Giác Nghi ổng khuyến khích như thế này, ông nói hãy trầm lặng quay hồn trong định tĩnh, bước đường trần ta quyết định lối đi. Trong bước đường trần đó nó chỉ có một trong hai thôi à, bởi vì triết lý người ta nói là không ai có thể tắm trên hai dòng sông cùng một lúc. Hãy không giàu thì nghèo, không sang thì hèn, không dinh thì nhục, không phước thì họa, không siêu thì đỏ. Chắc là như vậy thôi, chỉ có một trong hai con đường. Vậy thì bước đường trần ta quyết định lối đi, rồi dù gian lao khổ khó chế ngại gì, nghĩa là chấp nhận cái đạo rồi dù tan xương nát thịt chẳng mặn. Như vậy đó mới đúng đó, phải không? Chứ có đâu mà mình nói cái đạo, nghe nói mình mới nghe giới thiệu qua cái đạo xong mình thấy nó hay quá, vì Đức Thầy nói là đạo hiểu rồi ngôn tợ gửi đi,
hay là mùi đạo giữa mỗi anh em có sẵn. Cái mình nghe ta giới thiệu cái đạo thấy quý quá, cái mình vô, nhưng mà không ngờ là khi bước vô đạo đó, càng tu chừng nào nó càng khó hơn chừng ấy. Vì sao? Vì hồi lúc đầu mình thọ có năm giới hả? Phải không? Bất sắc sanh, bất đạo tặc, bất tà dâm, bất ẩm tử, bất dụng nữ. Nhưng mà sau khi thọ tam quy trì ngũ giới xong trơn rồi, tiến lên thiên bước thứ hai nữa là phải thọ 250 giới, rồi thọ 356 giới, rồi thọ tới 1000 giới luôn. Phải không? Như vậy thì chúng ta thấy rằng chính cái chỗ mà chúng ta càng tu sâu chừng nào thì chúng ta càng thấy đặc biệt chừng đấy. Giống như bác Hai Như Sanh đó, bác thường nói với tôi một điều như thế này nè: Rô Thậu ơi, nhất là các cháu là tu sĩ thì các cháu nên nhớ đó, trong nhất cử nhất động đều có nghiệp quả hết nghe con. Con nói như vậy thì mình phải làm sao hả bác? Cái lúc đó ông mới nói: Cháu ơi, bây giờ bác đưa ra một ví dụ nho nhỏ cho con thấy nè. Chẳng hạn như bây giờ con là tu sĩ ở cốc đi. Như vậy thì ở nơi đây, sau khi mà ở cốc đó thì mình phải tự lo cho mình, phải không? Vậy thì mình phải tự nấu cơm ăn, mình phải tự giặt giũ, mình phải tự lo cho chính mình. Còn ví dụ như ở nhà thì có anh, có chị, có cha, có mẹ, thì cái chuyện đó thì mình không có quan thiết lắm. Nhưng mà chính mình lo cho mình nè. Ví dụ như bây giờ bắt nồi cơm lên nấu cho đến sôi lên là mình chắc nước là nấu cơm ăn. Mà bây giờ trong lúc nước nó sôi lên á, nếu như mình không khởi được cái tâm từ bi thì mình đã bị phạm rồi đó, bị phạm giới sát rồi đó. Phải sao hả? Tại vì lúc mà mình chắc nước cơm, mình không khéo chắc vào trong cái thau hay là cái tô gì đó để đựng nước nóng đi, mà mình chắc vô cái sàn nước, mình chắc cái sàn nước là nguyên cái nước sôi của nồi cơm này, cái gì mình thấy là cháy vô đó rồi những con côn trùng nó còn sống được không? Bây giờ nguyên cái nước sôi đó bây giờ mình chế vô mình của mình nên mình tự bỏ rồi, thì đừng nói chi là côn trùng. Mà côn trùng nó cũng là một ở trong bốn chủng loại là lõn sanh, lõn thai tắc quá. Nó cũng là một trong những chúng sanh nhưng mà chưa tiến quá mà thôi. Vậy thì nếu chúng ta là người tu phải trải lòng từ bi đến các loài động vật luôn tới như vậy. Thấy chim bay trên trời chúng ta không thể bắn, cá lội dưới nước chúng ta không thể chặt, và chúng ta không thể dùng nó bằng một cách rất là hoang phí. Hy sinh đời của nó một cách hoang phí là chúng ta đã phạm rồi. Vậy thì trong nhất cử nhất động của chúng ta trong cuộc đời tu tập, phải nói là càng tu nó càng khó, mình phải trải lòng từ bi. Tại sao Đức Phật cho tất cả tăng đoàn đó đi vào an cư kiết hạ 3 tháng vào mùa mưa? Lý do gì? Lý do là không để cho các chư tăng đi khất thực. Mặc dù ôm bát đi khất thực là để lo cho thân mình được sống, phải không? Nhưng mà lo cho mình được sống nhưng mà côn trùng nó lại chết. Vậy đi trên đường kiến nè, tất cả các loại côn trùng thấp hơn mình đang ở dưới nước, dưới đường. Nếu mình đi khất thực như vậy đó sẽ đạp lên côn trùng chết. Đức Phật vì lòng bi mẫn đó mà Phật không cho trong tăng đoàn bị khất thực. Thấy chưa? Tâm của Đức Phật luôn lúc nào cũng chảy khắp lòng từ bi. Nhất là Đức Phật mỗi khi uống chén nước vô, Đức Phật có niệm chú xong rồi Đức Phật mới uống. Vì Đức Thầy đã định cái bài chú của Đức Phật ra là: Phật thấy chén nước có trùng 48 dạng muốn dùng cho tinh, nếu không trì chú niệm kinh khác nào ăn thịt chúng sinh hàng ngàn. Thấy chưa? Mà Phật thương chúng sanh tới mức độ mà mỗi khi uống nước cái niệm chú. Con thấy con để ý mấy con mấy chú mình cũng có ý thức lắm đó nha. Nhất là con trở về đây con thấy có cô bác mình là phải nói là cái sự tu hiểu đạo rất là thâm sâu. Con thấy mấy chú mấy anh mình cứ mỗi khi uống nước mấy chú mình bưng lên về cái niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, có uống vô thay vì niệm Phật để cầu giảng sanh như đó là cũng giống như niệm chú đó. Tại vì niệm một câu Phật nó có diệt được 8 muôn ức kiếp sinh tử trên tổ. Niệm một câu Phật có vô lượng phước báo, niệm một câu Phật nó có diệt được, nó có được vô lượng quang, niệm một câu Phật có vô lượng họ. Cho nên niệm Nam Mô Di Đà Phật nó có bốn cái lợi thế đó. Thành ra cứ mỗi khi uống nước cái niệm Nam Mô Di Đà Phật, phải không? Rồi cứ mỗi khi ăn cơm bắt đầu chuẩn bị ăn cơm xá niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi bắt đầu mới giác. Như vậy thì nhất tưởng nhất động của chúng ta, mỗi khi chúng ta mặc cái áo dài vô mình cứ xá cái áo dài niệm Nam Mô Di Đà Phật, đây là cái y tế của Đức Phật à, chứ không phải thượng đó, phải không? Vậy thì thay vì cái áo dài của chúng ta mặc bây giờ là cái áo lễ, mà cái áo lễ là thay vì các chư tăng ngày xưa đã được Đức Phật truyền đi bác đó ạ, thành ra cái chiếc áo này không phải là tầm thường đâu nhé. Cho nên chúng ta để cũng phải để một nơi trang nghiêm và phải nói là thận trọng. Thì tất cả những sự nhất cử nhất động của chúng ta từ thân khẩu ý phải luôn luôn lúc nào cũng trở về cái nội tâm thanh tịnh hết vậy, phải trải lòng từ bi khắp như vậy hết ấy, thì mình mới thấy là đạo lý của mình nó có tiến bộ. Còn bây giờ mà mình thấy có nhiều khi con thấy cũng tội nghiệp lắm, chắc có lẽ là có số bà con mình không hiểu mà sao cái áo mà ở đời nay đó, các cái nhà nổi mà sắm cái miếng dán cái áo dán không được, hay là không có cột thêm cái sợi dây nữa, không có thời gian sắm miếng nữa, mà thời gian coi phim thì có,
thời gian nói chuyện người ta thì có, mà cái thời gian để khâu cái sợi dây của cái áo không có. Quý vị mình thấy có lỗi không? Cứ lợi khúc nó vuột ra ngoài, bị gì kẹt đấy hả? Nó vuột ra ngoài mắc kẹt lại, thành ra lại gì nó lại cũng không có quay nghi tức luôn nữa. Bây giờ lại xuống thì nó rớt cái áo ra. À, như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tu mà chúng ta không tra sửa từ ở trong quay nghi tướng thì làm sao nội tâm của chúng ta có được một quay nghi. Khi ngồi cũng vậy nữa, khi mình ngồi phải trang nghiêm thẳng lưng và mình phải phát hiện được ngay trong tâm của chúng ta hiện bây giờ đang yên tĩnh hay là đang bị vận động. Mình biết chứ, đâu đáng biết đâu ạ. À, chừng nào mà mình cảm thấy mình quá mệt mỏi mà nó không muốn hơi buồn ngủ đó, mình cũng biết chứ đâu phải mình không biết. À, hãy thôi, nó muốn buồn ngủ á, tức là nó đi vào trong trạng thái của hôn trầm, mà biết nó sắp sửa đi vào trong hôn trầm, không thèm nhắm mắt nữa, cứ mở mắt ra hoài cơn nó gì nè chịu thì nó đâu có bị ngủ à, còn lúc lúc mà nó bị tán loạn nó nhắm mắt lại tặng mình gơm gơm thành lại à, nếu mở mắt ra thì nó bị tán loạn mà nhắm mắt lại nó bị hôn trầm à, như vậy thì chúng ta phải biết điều dưỡng nó mới được chứ, để anh thôi đang trong lúc hôn trầm mà nhắm mắt luôn là hơi rồi hơi đi rồi, mặc dù cái tướng ngồi đó chơi chứ giờ cái tâm này nó vô đi vào trong cái trạng thái của vô ký rồi, tức là nó không niệm Phật mà nó cũng không có giữ được chánh niệm luôn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng để có được một nội tâm yên tĩnh, chúng ta cần phải phát hiện tứ duy lượng tâm của Đức Phật. Tức là chúng ta niệm trong cái từ, niệm trong cái bi, niệm trong cái hỷ, cái xả. Mà nhất là cái pháp xả đó, Đức Thầy đã diễn tả là Đức Phật chẳng chấp một pháp nào của thế gian và sẵn sàng xa lìa tất cả các cảnh tiền trần và chẳng còn tham lòng luyến ái. Có nghĩa là Đức Thầy đã giới thiệu ở trong cái bài Hoài Cổ đó, Đức Thầy nói một câu như thế này nè: bởi vì chúng ta có được đi vào trong cái trạng thái của đấu tranh kiên cố nên Đức Thầy Phật mới giới thiệu qua, Đức Thầy mới giới thiệu qua câu là nó ta hồi vẫn than dài cúi đầu lại Phật niệm hoài mấy câu giúp trần mang bộ sòng nâu trong ngày chư quốc chư hầu tỉnh tâm đừng gây chinh chiến ồ ầm để ghi hành nhi phúc mà tầm Phật tiên ta bà thật nghi cảnh ưu phiền duyên trần cấu kết quan khiên báo đền thiều quan thấm thoát giường tên mắt dòng sanh tử có bền được ở đâu chỉ bằng theo học đạo màu sớm qua khổ hại theo hầu Phật tiên tham chi giả tạm của tiền như chim vào lưới xích xiền coi thân tính sống muốn nợ lần khăn thoát dòng cương tỏa pháp thân nhẹ nhàng tiêu diêu đạo đức luân bàn dân du võ trụ thanh nhàn biết bao. Như vậy thì chúng ta thấy đọc đoạn văn này là mình đã thấy được có hai cái kết quả, một sự kết quả thành tựu rất độc đáo luôn với cô bác anh chị. Nếu mà tâm chúng ta tham ở trong cái sự giả tạm của tiền thì tâm chúng ta sẽ bị đau khổ, còn tâm chúng ta luôn luôn ở trong cái sự kiên định an lạc, gọi là lạc đạo an bằng xả thân tu tịnh, thì chúng ta sẽ đi đến cái chỗ tiêu diêu đạo đức luận bàn dân du võ trụ thanh nhàn biết bao. Mà mỗi chúng ta ai cũng muốn rằng tương lai mình sẽ làm Phật, phải không? Ai mà phát tâm tu mà không muốn cho mình thành Phật? Ai đi làm cũng muốn cho mình có một cái quê lợi, phải không? Hãy đi bán buôn cũng phải có đồng lợi à, thì chúng ta tu cũng phải có một sự thừa hưởng, mà Đức Thầy đã giới thiệu bằng một sự thừa hưởng là thương trần ta cũng ráng thề đặng cho báo tánh liệu về tu thân, tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải sắc thân người đời. Vậy thì đâu phải mình tu không có sự thừa hưởng, nhưng mà có được sự thừa hưởng hay không là do sự tu tập của chúng ta ở đây à. Bởi vì nếu chúng ta ở đây mà nếu mà có được sự tu tập kiên định của nội tâm đó thì khỏi Đức Phật độ mình cũng đắc đạo, phải không? Bởi vì Đức Thầy nói coi rồi, phải thân mình tự trị chẳng đủ xong Phật khó giác nhiều và thả thiền từ bến giác nâng niu kẻ hiểu đạo phải mau mau bước xuống. Như vậy thì nếu như chúng ta có được những cái phút giây yên tĩnh đó thì chúng ta hiện tại bằng một cái máy ấm của gia đình là đã có hạnh phúc rồi.
Ví dụ như bây giờ tâm của mình kiên định, con nhớ là những câu chuyện chung quanh đây được nghe mấy chú ăn kể lại ở tại vùng thuốc nốt này nè, chứ đâu xa trên á, có hai ông bà bác tư này đó, có thể nói rằng là tuổi rất là cao, sức yếu nhưng mà lại không có con cháu. Cho nên một ngày nọ, tới cái ngày làm đám giỗ của ba bác tư đi, nên ông mới kêu bà đó, kêu bà nói rằng là bà ơi, ra phía sau đó đốt một buồng chuối, rồi mình làm ít cái bánh đơn giản đơn sơ vậy đó, rồi mình cúng ông bà. Chứ bây giờ tôi với bà tuổi cao sức yếu rồi, mời đồng đạo ta đông quá, rồi mình không có đi trả người ta là được. À, thì coi như là mình mang nở, thôi thì chi cho bằng, mình làm gọn ở trong gia đình để có cái ngày lễ gọi là thủ hiếu đối với song thân. Cái bà tư ra sao đốn cái buồng chuối, nhưng mà không ngờ là bà ra tới sao cái buồng chuối mất. Dạ. Cái bà đứng đó bà buồn lắm, buồn hiếu à. Nhưng mà ông Tư thì ông nghĩ rằng là chắc là bà đốn cái buồng chuối nó bự quá, xách vô không nổi, thôi mình ra khiêng tiếp bà. À, cái ổng mới đi ra vừa tới gần cái bên kia, nói ủa bà không đốn chuối sao bà đứng đây. Cái bà quay lại nói một câu buồn lắm, bà nói còn nữa đâu còn đốn. Cái lúc đó ổng chợt hiểu được cái tâm của bà liền, nói bà ơi, bà nên nhớ đó, cái buồng chuối kia nó mất, dù cho mình an vui hay là giọng động thì nó cũng đã mất rồi. Vậy thì bà nhớ cho tôi một điều nghe, cái buồng chuối mất không có sao hết á, nhưng mà nhớ đừng để cái tâm mất nha bà. Câu dặn dò phải nói là một bài pháp vô giá đó. Vừa nghe nói tới đó cái bà xuống nghe cái ó, không có giận hờn nữa, không có buồn phiền gì nữa trên. Rồi hai ông bà nắm tay đi vô một cách vui vẻ, nói thôi vô mới xá, cầm cái nhang xá lên bàn thờ, nói bà ơi năm nay đó tôi cúng cho ông cái buồng chuối rồi đó nghe không. Dạ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái hạnh phúc ở từ tâm là vậy đó quý cô bác. Chứ để ông thôi mình lúc đó mà mình nổi sân lên, mình chửi hay là hoặc mình rủa hay là mình nói những cái lời bất lành, như vậy thì tâm chúng ta có an lạc được không cô bác? Không. Rồi nếu tâm chúng ta không an lạc được có kết quả gì không? Cũng không luôn. Mà ông bác tư đó ông xử sự một cách rất là đẹp đối với bà vợ, à, nhắc nhở một câu rất nhẹ nhàng, bà ơi cái buồng chuối nó mất sẽ không bao giờ có lại được, vậy bà nhớ đừng để mất cái tâm nghe bà. Thì mỗi chúng ta đây cũng vậy, có lẽ chăng là lời của ông bác tư đó đã tu, đã thâm nhập được Phật pháp thâm sâu, cho nên đã khiến dẫn đến một cái câu chuyện xảy ra đến như vậy. Thì hôm nay nhân vào câu chuyện đó, con cũng xin gửi đến với cô bác anh chị em mình rằng là chúng ta hãy luôn luôn giữ gìn ở chính bản tâm của chúng ta, đừng để cái tâm mình bị mất theo tất cả những cái vật thường tình của thế gian. Thường thường á, lúc bình thường không có gọi là tu đâu, nhưng mà chạm lợi quyền nó lúc đó mới gọi là tu, phải không? Ở khi chạm lợi quyền, ví dụ như bây giờ con đang có chiếc xe gì đó, đang có chiếc xe để chạy đi lo đảo nè, đi nói chuyện đảo, đi đám tiệc, đi núi non, đi vân vân, nhưng mà ai lấy cái đi, ai lấy cái đi rồi lúc đó biết cái tâm mình liền hả? Dạ. Yeah. Nói với ông bác Sáu là êm đó, ai lấy thì mình khỏi đi, nếu lấy xe ra mình đi xe đạp, mình muốn lấy xe đạp luôn nữa, coi như là mình đã làm tròn trách nhiệm đối với đồng đạo ở nhà tu, phải không? Như vậy thì cái câu mà được gọi là đắc chí giữ dân vô chi, bất đắc chí độc hành kỳ đạo, phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, quy vũ bất năng quốc, thử tri vì đại trượng phu. Đã là một người trưởng phu quân tử thôi mà người ta còn luận đến cái chỗ là cư thiên hạ chi quản, cư lập thiên hạ chi chỉnh, vi hành thiên hạ chi đại đạo. Hãy đắc chí giữ dân vô chi, bất đắc chí độc hành kỳ đạo, phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, quay vũ bất năng quốc, thử tri vì đại trượng phu. Nghĩa là nếu như sống trong của cải tiền tài mà không bị tiền tài vật chất nó cuốn lôi làm cho tâm hồn bị mờ ám, đó là người quân tử. Sống trong sự thấp hèn đói nghèo nhưng mà không làm đến mức đi thanh danh, cái đó mới là người quân tử. Chứ thường thường ta nói câu là bần cùng sanh đỏ tả, nghèo quá phải đi ăn trộm, ha. Nhưng mà nghèo nhưng mà không phải làm nhục cái chí khí của mình. À, rồi quay vũ bất năng quốc, tức là người nào có uy quyền địa vị như thế nào đó không biết, nhưng mà không vì cái uy quyền đó lại bắt buộc mình phải đi sai con đường của Phật pháp, thì cái đó gọi là quay vũ bất năng quốc, thử tri vì đại trượng phu. Nếu mà thực hiện ba điều đó đó, như vậy thì mình mới là anh hùng. Còn bây giờ hỏi đời nay đó, đang tu theo thầy, mà con nhớ câu chuyện này là có thể nói rằng là có thật nè, mình là tín đồ Phật giáo bảo, vậy mà lúc chưa có pháp nhân đó, cái ta hỏi ông là đạo gì? Tôi đạo Phật. Không dám nói bảo. Ở tại với Kiên Giang là có bác anh chị em ở dưới thứ 6, thứ 7 biển á,
là đang thờ Tam Bảo gì đó, cái nghe cái câu nghe sụp sụp cái câu chuyện gì đó hơi khó, bắt đầu tự động cái cuốn chân dung thầy xuống xếp Tam Bảo xuống. Cái tao lại tao hỏi chứ ông đạo gì, nói tôi đạo Phật, không, nó không dám nói quả hảo, thấy không? Như vậy thì chính bản tâm chúng ta đâu có can đảm để mình chấp nhận những cái thường tình của thế gian. Ví dụ như bây giờ mình đang tu mà đến một cơn đau nào đó, cái lợi các bác sĩ ông nói bệnh của ông đó là cần phải ăn mặn trở lại đó mới điều trị được, thì lúc này mình ăn mặn trở lại là rồi mình nghe lời bác sĩ rồi chứ đâu nghe lời thầy. À, như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta muốn có một cái nội tâm kiên định là chúng ta phải luôn luôn nhận xét kỹ lưỡng, làm cái chuyện đó mà đúng hay sai, xấu hay tốt, phước hay họa, chúng ta có một cái sự xét đoán kỹ lưỡng như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng bước lên con đường giải thoát. Không có ở đâu xa cho mấy cô bác. Đức thầy nói câu này mà bác Hai Tho thường nói hoài là tu theo đạo Phật giáo hòa hảo đó, quý vị yên tâm đi, đắc đạo giống như thò tay vô túi lấy tiền vậy đó, nó dễ như vậy đó, giống như ăn bánh lọt vậy đó, khỏi nhai cho nên cứ để vô trong muỗng hấp cái là nuốt luôn vậy à, khỏi có nhai vì nó có xương không sợ mắt. Rồi hỏi sao mà dễ dữ vậy, là tại vì Đức thầy đã nói một câu là chỉ tu theo giáo lý Đức thầy một hai câu là đắc rồi. Hỏi tu là sao mà dễ đắc vậy? Bác thầy ông nói là nếu mà muốn đắc thần đó thì tu hai câu à, dầu không siêu cũng đặng về thần nhờ hai chữ trung quân ái quốc. Hãy được chữ trung chữ hiếu một cái là đắc thành thần liền chứ à. Còn muốn đắc thánh á thì thầy nói là cư trần bất nhiễm là người thánh, tu câu một là thế gian này không nhiễm là thánh rồi đó. Rồi bây giờ muốn đắc Phật đó là gì? Đức thầy nói làm gian ác là quỷ là ma, hay làm chân chánh là tiên là Phật vậy à? Vậy nãy giờ ngồi đây là Phật là tiên không đó chứ phải luôn. Nó là cái sự đắc ở tại thế đó chứ đâu có gì lạ. Bởi vì ngay trong lúc này có phải chăng là tam nghiệp chúng ta thanh tịnh, phải không cô bác? Bây giờ thân thanh tịnh nè, khẩu thanh tịnh nè, ý thanh tịnh. Ngay trong cái đạo tràng này có phải là thân khẩu ý chúng ta luôn thanh tịnh không? Mà nếu ngay trong lúc này thân khẩu ý chúng ta thanh tịnh, tức là ngay lúc này là cái nhân của Phật, thì rồi tương lai chúng ta sẽ thành cái quả Phật, phải không? Còn bây giờ ví dụ như trong thân khẩu ý chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta sẽ rất dễ dàng rớt vào cảnh giới của ma. Rất vào cảnh giới của anh. Bây giờ hãy làm gian ác nên là quỷ là ma chưa, còn làm chân chánh là tiên là Phật. Cho nên ở nơi đây đó xin thưa cùng với tất cả cô bác anh chị em, cái hạnh phúc lớn lao nhất của chúng ta đó là chúng ta có được một nội tâm yên tĩnh, yên tĩnh của tâm hồn mà từ bấy lâu nay mình luôn luôn lấy động để chế động chứ không phải lấy tĩnh chế động. Lấy tĩnh chế động là sao? Lấy tĩnh tức là chúng ta luôn luôn sống trong giác ngộ, có thể nói là thuần giác luôn đó, ở trong góc độ nào cũng giác đó. Hãy bên kia thấy một chiếc lá vàng rơi xuống đó là mình đã giác ngộ, tinh tấn thêm lên. Thấy bên kia có người chết, mình tinh tấn thêm lên. Bây giờ thấy người chết để xót xa, không phải chết vì người, không phải khóc vì người chết mà khóc vì sẽ đến thiên ta, phải không? Cái bậc giác ngộ người ta nhìn xa vậy đó. Thấy bên kia chết người ta nhìn xa là bản thân của mình liền. Còn nếu mà mình mà không có một cái nhìn xa hiểu rộng thì thấy ta chết kệ, đi đó nên từng biết làm như nó quen, không thấy khổ nữa, ha. Cho nên Đức Phật được Đức Thầy giới thiệu qua câu là lần thứ ba xe lìa khỏi chạm, được trông nhìn kẻ chết đang kiên, về đời đài cảm xúc buồn riêng hàng để trí tâm hướng giải thoát lên, ha. Vậy thì chúng ta phải luôn luôn có một sự nhận xét rất kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ có được một sự giải thoát của ngày mai. Thôi bây giờ nói về cái chữ tâm rất là đặc biệt, nhất là nổi qua cảnh tâm vô kỳ vật, đường đạo đức bước đi từ đất ngoại qua mình bất chấp gì kỳ hình. Vậy thì bên ngoài mà chúng ta không chấp nhận một cảnh nào đó gọi là thiền, bên trong chúng ta không chứa được một sự việc gì đó là định. Vậy thì bên ngoài thiền trong định đắc đạo không cô bác? Dạ. Ở ngoài thiền trong định đó là đắc đạo. Mà bây giờ nếu như chúng ta ở ngoài chúng ta không thiền, cái pháp của thiền á có thể nói rằng là giống như cái đèn dầu vậy đó quý cô bác. Cái ống khói đó là thiền đó. Cái ống khói đó là thiền đó. Rồi cái đèn ở bên trong của ống khói nó tiên đó, nó tạo ra được ánh sáng đó là tỉnh đó. Giống như bây giờ cái bóng đèn cái ông này nè, bây giờ nếu mà lấy cái bóng đèn ra không có ánh sáng đâu, vậy thì mình nói rằng là nhờ có bóng đèn đó nó sẽ có ánh sáng. Vậy bây giờ nhờ có bóng đèn nó không có điện nó sáng được không? Vậy thì bây giờ có bóng đèn có điện nó mới cộng vào hai trong trạng thái đó, nó mới đủ điều kiện hội của âm dương, cho nên nó mới tạo ra sức sáng. Thì tâm chúng ta cũng vậy, tâm chúng ta phải ở ngoài thiền ở trong định nó mới có được sức sáng. Do vậy mà
cái tâm chúng ta bị riêng theo tất cả các cảnh mà trong chơi như tâm đó. Đức Thầy đã giới thiệu qua câu như thế này nè cô bác: giữ tấm lòng bất động như như cho hồn linh yên lặng ân an cư thì mới được vượt biên thành phố. Tà dính chánh còn đương trà trộn, người muốn tu phải sớm lập lực. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng làm sao mà giữ cái cố gắng giữ làm sao mà đúng với câu mà Đức Thầy đã giữ đừng mòn linh tánh mới hay. Cái linh tánh của chúng ta nó là Phật tánh đó, nhưng mà tại vì mình chấp nhận tất cả các thứ của ngoại cảnh làm cho tâm hồn chúng ta luôn luôn bị bấn loạn, phân biệt không rõ ràng. Do vậy mà chúng ta chưa có được một cái sự an định của tâm hồn. Do vậy mà cô bác anh chị em mình ơi, Đức Thầy đã giới thiệu qua câu là lặng tâm thần như mặt nước hồ, suy với nghĩ, nghĩ suy đường lối, hay là huệ tâm khai nữ chuyển nguyện thống, sanh hồ thiện đối câu thành thật, đêm dám tắt vài lời để cất, rồi gác ngồi duyên tạm biệt phàm gian, rạng rừng chừng mây bóng thỏa lạc nhàn, để chuyến khác cảnh có hoài dòng. Chỗ này Đức Thầy khuyến khích ông thi sĩ Việt Châu nè, Đức Thầy nói là theo dõi gót từ bi mấy bữa, phàm tâm kia đã rửa hay chăng, đương cơn sống dậy đất bằng, thi nhân đứng nói để tăng sĩ làm. Vậy thì bây giờ đó, nói là nói ông thi sĩ Việt Châu, nhưng mà chính chúng ta cũng tạm đóng vai của ông thi sĩ Việt Châu nè. Đức Thầy hỏi chứ tôi mấy chục năm nay đó mà tâm mình lặng chưa, phải không? Theo dõi gót từ bi mấy bữa, phàm tâm kia đã rửa hay chăng, vậy cái phàm tâm mình đó có sạch chưa? Vậy thì muốn trở thành chân như tâm, chúng ta phải loại trừ được phàm tâm. Phàm tâm tức là từ ở trong sân si nhân ngã, phàm tâm chúng ta ở trong lục căn còn bị nhiễm như lục trần, cái đó gọi là phàm tâm đó. Còn chân như tâm của chúng ta là luôn luôn sống trong sự giác ngộ, luôn luôn sống trong cái giác ngộ, ở trong nhất cử nhất động của chúng ta đều là có sự giác ngộ hết. Nếu có được như vậy thì lo gì tương lai mà chúng ta không đắc quả, thưa cô bác bạn chị em. Như vậy thì ở nơi đây chúng tôi xin được kết thúc qua với cái chủ đề được mang tên kiểu tâm, được rút ở trong bài Diệu Pháp Quang Minh với hai câu giảng: nội quan cảnh tâm vô kỳ vật, đường đạo đức bước đi từ đất, ngoại quan hình bất chấp kỳ hình. Vậy ở nơi đây, từ ở bên ngoài lẫn ở bên trong, Đức Thầy luôn luôn dạy chúng ta phải cần có một sự nhiếp tâm kiên định, có một cái sự nhiếp tâm kiên định. Bởi vì khi chúng ta có được sự nhiếp tâm kiên định đó thì chúng ta sẽ được bám sát cái giáo lý của Đức Thầy. Bởi vì biết giáo lý của Đức Thầy là một phương châm, là một liều linh dược. Là vì sao? Là bởi vì Đức Thầy nói ngọn bút sắc chỉ đường người tối dậy kim cang đưa chúng lên đàn, kiếp nương theo trực chỉ Tây Phan đến cực lạc tìm lại an dưỡng. Thì giáo lý của Đức Thầy đã cho chúng ta thấy được cái tâm của mình. Có nhiều người ta hỏi chứ tâm ở đâu mà cứ nói vòng vòng qua vậy. Xin thưa rằng tâm tức là những gì sống trong chân thật, đó gọi là tâm. Còn những cái gì mà ngoài cái sự thật đã làm cho con người đau khổ thì chính cái đó gọi là phàm tâm. Do vậy mà khi chúng ta có được một sự kết thúc lại, xin mỗi cô bác và anh chị em của chúng ta nơi đây, có nghĩa là chúng ta cần phải nương theo giáo lý của Đức Thầy, cần nương với chính mình để tu tập. Một là chúng ta phải cố gắng siêng năng cúng lại để giữ được chánh niệm, cái đó là chúng ta đã đạt một cảnh giới của thiền tông, là đạt được cái sự kiên định của chữ tâm. Và cái thứ hai nữa, sau khi chúng ta cúng lại cần phải niệm Phật dù ít hay nhiều. Có ông Bác Tư vừa rồi, hồi năm rồi tôi về đây tôi có giới thiệu với Bác Tư là tôi được gặp ông Bác Năm ở trên chợ Giàm, mà ông cúng 24 tiếng đồng hồ, trong 24 tiếng đồng hồ ông cúng 15 thời, cho nên con đã phát miệng nguyện cúng 6 thời. Nếu như giờ nào con đi làm phận sự thì thôi, còn về tới quê nhà dưới cốc đó là con sẽ cúng 6 thời. Cho nên ông Bác Tư ông mới gặp con nãy ông mừng quá, nói cậu ơi, bác đã thực hiện cái câu nói của con, nói là bác cũng đã cúng lên 6 thời và còn giới thiệu thêm một vài người nữa đã cúng lên được 6 thời. Và xin báo tin với cô bác anh chị em mình được biết là chúng ta hãy cố gắng trở về với nội tâm yên tĩnh đi, vì thời gian nó sẽ không còn xa nữa đâu. Vì sao? Xin báo tin này nhỏ nhỏ cho quý cô bác mình nghe. Cái tin này nhỏ nhỏ thôi chứ không có lớn lắm đâu. Hiện bây giờ Giàm Nao của mình á là nó đang xoáy hai cái lỗ xoáy rất là lớn. Một cái lỗ xoáy bề ngang là gần 2 thước, chiều sâu của nó là 40 mét. Hồi xưa xoáy có cái dòng mới lớn đây thôi à, mà ghe xuồng đi ngang là chìm rồi, mà giờ nó xoáy tới hai lỗ vậy đó. Hiện bây giờ là chính quyền đang chặn hai cái ngõ, là coi như không cho ghe tàu vô cái dòng xoáy của Giàm Nao. Và xin báo tin với cô bác anh chị em mình được biết đó, là gần đây chưa được một tuần lễ, là tại Indonesia và Úc Đại Lợi cũng như các nước gần ở châu Á là chỉ có 5 ngày thôi động đất 5 lần. 5 ngày thôi mà động đất 5 lần. Hiện bây giờ là thế giới đang đau khổ vì vấn đề của thiên tai địa áp, động đất sóng thần.
người ta đang sợ, đang lo sợ là động đất nếu mà sụp một chỗ nào lớn quá thì có thể dẫn đến sóng thần. Thành ra ta đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Như vậy thì có lẽ chăng ngày vui tươi nó cũng đà lố bóng được. Cớ sao đời còn mãi say xưa, không tìm thầy đã hưởng phước thừa ngày lập hội ta vinh nhành quế, trao thân phận rạng danh hiếu để bỏ vợ thầy nơi chốn mây rồng. Vậy chúng ta phải cố gắng trở về với nội tâm yên tĩnh mà đức thầy đã cho biết: tâm sáng suốt như đài nguyệt kiếm, tánh trong như nước bích bích mùa xuân. Nghĩa là nếu chừng ngày giờ nào tâm chúng ta giống như đài nguyệt kiếm, tánh chúng ta giống như nước bích mùa xuân, thì tới lúc đó chúng ta sẽ làm sao, sẽ được diện kiến đức tôn sư trở góp và được gặp đức Phật Di Lặc thuyết pháp trong ba tràng pháp cuối cùng của ngày đại hội Luân Hoa khai mở, để chúng ta trở về đời tân thế giới. Đức thầy cho biết qua câu là: khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu, cải tà quy chánh thì mới mong thiên đình ân xá, bớt tội căn kiếp để kiếp đến Luân Hoa chầu Phật, trước biết rõ luật trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiễm màu, kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả. Thì hôm nay dẫu biết rằng chúng ta chưa lập công bồi đức đủ để chứng quả, thì tới Luân Hoa đại hội khai mở chúng ta cũng đủ. Bởi vì đức thầy nó muôn thu thiên định khắc kỳ, hạ ngôn sắc lĩnh khai kỳ đông qua, chắc không xa nữa đâu, nó sắp sửa tới vậy rồi. Do vậy thì xin thưa cùng quý cô bác anh chị em, giờ phút này đó không có nói đâu xa nữa hết. Đức thầy đã khẳng định qua câu là: chẳng nói dám dài, Phật nọ tức tâm. Thấy không? Phật tại tâm chứ có đâu xa mà tìm kiếm ở trên non núi. Như vậy thì xin mời tất cả cô bác anh chị em cùng với chúng tôi, chiến này phải siết à nha. Phải siết là tức là phải trở về với nội tâm, tặng cho chúng ta mau thành công đắc quả của tương lai. Thôi đến đây cũng vừa tròn 60 phút trôi qua, thì thời gian nó nhanh quá. Thôi thì con xin được tạm chia tay cùng cô bác anh chị em. Đáng lý ra còn phải chi tiết thêm một vài tiết mục nữa, nhưng mà vì thời gian đã hết, thôi thì con xin được chúc phúc cho toàn cả cô bác anh chị em được hưởng trọn vẹn phước duyên sống trong tình thương đại đồng của Đức Phật, và luôn trở về với một nội tâm yên tĩnh và cố gắng niệm Phật tinh chuyên cho đến ngày mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Đến đây xin được tiếp lời. Nam mô.